Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực sạch và cuộc sống. Thì những ngày này không khí Tết Giáp Thìn đang đến rất gần. Hôm nay đang ngày là ngày 23 Tết, ngày đưa ông Táo về trời. Thì các bạn biết là Tết đến xuân về thì cũng là dịp mà chúng ta vừa vui chơi. Bên cạnh vui chơi chúng ta còn làm đẹp, rồi ăn mặc đẹp. Đặc biệt là cái việc làm đẹp là một việc không thể nào thiếu đối với chị em phụ nữ chúng ta. Thì sáng dịp này tôi chia sẻ với các bạn một trong những cái bí kíp mà tôi đã tu lượm được của phụ nữ Tây Tạng cổ xưa. Nghĩa là người ta dùng những nguyên liệu hết sức đơn giản và truyền thống, đặc biệt là nó rất là dân dã, để giúp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thanh xuân cũng như kéo dài tuổi thọ. Và bên cạnh đó giúp họ phòng ngừa bệnh tật rất hiệu quả, đặc biệt là những bệnh như tim mạch, cao huyết áp, ung thư và tiểu đường. Thì cái công thức làm đẹp và dưỡng nhan, kéo dài nét thanh xuân cũng như phòng ngừa bệnh tật của phụ nữ Tây Tạng cổ xưa cho đến ngày hôm nay là đã được nền y học hiện đại chứng minh, nó vẫn còn nguyên giá trị và chúng ta nên phát huy. Bây giờ các bạn hãy xem tôi chia sẻ cái công thức làm đẹp và cổ xưa gia truyền này. Thì nguyên liệu đầu tiên là khoảng một lạng tỏi, chúng ta lột sạch và rửa sạch. Đây, bạn thấy bằng một lạng tỏi thì chúng ta bỏ vào chén, nó tương đương khoảng một chén. Và thứ hai là mật ong thì khoảng chừng 100ml mật ong. Đây. Và nguyên liệu thứ ba là giấm ăn, thì chúng ta cũng dùng khoảng chừng 100ml giấm ăn. Nghĩa là nó khoảng chừng 200, khoảng chừng nửa xị, khoảng chừng nửa xị, đúng rồi, là một xị là 250ml. Thì các bạn lưu ý là cái tỏi, mật ong và giấm ăn thì tùy theo số lượng mà các bạn có thể tăng lên tương ứng. Chẳng hạn như ở đây tôi lấy một đơn vị nhỏ nhất là một lạng là tỏi, thì ở đó tương đương là nửa xị giấm ăn và 100ml mật ong. Còn nếu các bạn dùng nhiều hơn, các bạn dùng cái keo lớn hơn thì các bạn có thể tăng lên số lượng tương ứng cho nó thích hợp. Rồi, cách làm rất là đơn giản. Một lưu ý hết sức quan trọng, nghĩa là để có một cái hũ tỏi ngâm giấm mật ong ngon thì trước tiên chúng ta phải lựa tỏi cho ngon. Đây, nghĩa là các bạn nên lựa tỏi ở những cái nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, để tránh mua những cái tỏi trôi nổi. Tỏi đôi khi nó bị dùng cái những cái chất tăng trưởng để bảo quản thì nó không tốt cho sức khỏe. Và thứ hai, về mật ong thì các bạn nên lựa mật ong rừng, mật ong tự nhiên và tránh mua những mật ong trôi nổi. Ở đây tôi mua mật ong ở ngoài siêu thị. Và nguyên liệu thứ ba cũng rất là quan trọng, nghĩa là giấm cũng vậy. Thì các bạn cũng nên lựa những giấm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nghĩa là chúng ta nên mua ở ngoài siêu thị hoặc là những cái nơi mà nuôi giấm truyền thống mà có uy tín. Thì ở đây tôi có may mắn là tôi có nuôi cái hũ giấm chuối tại nhà, nên tôi sẵn đây tôi chia sẻ các bạn cách sử dụng luôn. Và cái phần cuối cùng là cái keo, thì các bạn nên dùng cái keo thủy tinh, không nên dùng keo nhựa, tại vì keo nhựa ngâm vô nó có thể ra những cái chất mà không tốt cho sức khỏe. Và lưu ý tiếp theo là tỏi trước khi ngâm giấm với mật ong thì các bạn nên xay nhuyễn nó ra. Thì ở đây tôi dùng cái đầu cái cối xay sinh tố, cái đầu xay tiêu để tôi xay nhuyễn nó ra, để cho khi ngâm cái tỏi nó dễ ra cái chất và khi đó nó dễ thấm mật ong, cũng như quá trình chúng ta quậy uống nhỏ nó dễ uống. Thì nếu chúng ta để nguyên vậy, ta ngâm lâu ra và nguyên cái tép tỏi rất là khó nhai. Thì nếu các bạn không có cái cối xay sinh tố thì các bạn có thể dùng cái thớt để chúng ta xay nhuyễn ra, chúng ta băm nhuyễn ra, rất là đơn giản. Và các bạn hãy xem tôi làm cái này luôn. Thì tỏi sau khi xay ra tương đối nhuyễn, nghĩa là ở mức vừa thôi, nghĩa là các bạn đừng nên nhuyễn quá. Rồi, đừng nên xay thành giống như bột. Đây. Để các bạn bỏ vào cái kèo thủy tinh.
chai này khoảng 330ml, các bạn xài khoảng 1.1 như là 1.3. Chúng ta dùng cái nước nóng vô và nhẹ vào cái hộp này thì vẫn
đến là vitamin C mất đi thì cái chất lượng cái tỏi ngâm và mật ngâm là giảm đi hết một nửa. Và các bạn nên lưu ý là chúng ta nên uống vào buổi sáng trước khi ăn và buổi chiều trước khi ăn tối, thì một ngày chúng ta uống 2 lần là đủ. Thì đến đây âm Bình Trạch và Cuộc Sống xin kết thúc cái clip này. Trước khi năm mới xin giáp tình âm Bình Trạch và Cuộc Sống xin chúc quý cô bác và bà con chúng ta một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng.